Đó, cô chú hồi nào giờ nghe cháy ăn bagel, nhưng mà cô chú không có biết là cháy ăn bagel nó như thế nào. Cháy cho cô chú coi bagel là sao. Đó cô chú, bagel là một cái bánh ha. Cái xong rồi cái có kem ở trong đó. Đó cái mình quẹt. Nó gọi là cream cheese, là cái kem mà kem rất là dày luôn. Mà nó béo luôn đó. Nè con, cái này nè, đây mày cầm này cho. Cầm này cho cháy nha. Rồi cháy lấy khăn giấy đi. Đúng rồi. Để nó đi, để nó đi. Rồi chừng nào con nói con cần thì con. Đây cái đó là bagel của Starbucks đó cô chú. Công nhận cái Starbucks nó làm bagel rất là ngon. Nó làm cái chất liệu bánh của nó làm rất là mềm và xốp. Nói chung là ngon. Rồi mẹ của chay thì uống cà phê. Mẹ chay thì sáng nhà ăn sáng rồi. Chay thì chưa, chay ăn miếng cơm mà. Đó, cho nó ăn cái này cho nó khoái ăn hơn ăn cơm đó cô chú. Hay chay ha. Phải không? Chay phải ăn bagel hơn cơm phải không? Ờ cho cô chú coi cái tay bị đứt tay đâu. Đó, ngón tay mới bị đứt tay tối đó cô chú. Đó, muốn tao bị đứt tay đó. Sao đứt tay nó mẹ nghe coi. Cái cây cây. Đứt tay cái cây phải không? Chơi cây xong bị đứt tay phải không? Từ từ để mẹ. Ủa sao nãy con đang mẹ sao nãy con mẹ đưa con đang cầm mà con đưa lại cho mẹ, giờ con muốn lại. It's a little love in my life. Oh, and it's a little love in the dark. Đó, nó khoái ăn cream cheese đó cô chú. Cái đó là nó ăn mà bây giờ mà có nguyên cái hũ nó cũng ăn hết. Con chay à, con phải ăn cream cheese nữa chứ con không được ăn bánh không. Con cắn cái bánh ăn cho mẹ coi. Ăn bánh đây chứ không được ăn cream cheese. Đúng rồi, con cho mẹ cắn cái được không? Trời con cái gì tham ăn dữ trời. Con cái gì tham ăn với mẹ mình vậy? Ừ, mẹ cảm ơn nha. Cắn cái nha. Mình con ăn sao hết. Mẹ ấy cả. Dạ, có không? Ngon quá. Ôi. Này cà phê. Cà phê. Uống cà phê không? Uống không? Ừ. Nuốt qua đi, nuốt qua đi, mẹ cho uống cà phê. Rồi, này uống cà phê nha. Cà phê này bữa nay mày uống cà phê khác đó nha. Ừ. Nên sẽ khác những cà phê kia đó, uống đi biết. Nước. Hả? Nước. Uống, giờ uống nước hả? Giờ con muốn uống nước hả? Hay là uống này được không? Uống này được không? Không được hả? Chết bà rồi, mẹ đi mẹ quên đem theo chai nước rồi chay ơi. Nước nè. Ăn đi xong rồi cái mẹ chở vô cái tiệm tiệm cô này á. Mày lấy nước uống. Tiệm cô này. Ờ cô này sẽ làm gì cho chay? Cô làm nail. Làm nail cho chay đúng rồi. Cô làm cho chay ơi. Cô show any ok. Hả? Cô show any boo. Oh, you gonna show any your boo boo? Ừ. Oh, trời ơi, nó nói chút nữa nó vô nó cho cô này coi cái tay nó bị đứt. I'll show any boo boo. Yeah. Ừ. Ăn đi, ăn lẹ đi rồi vô xuống móng tay. Ăn lẹ xong rồi chùi tay sạch sẽ mình đi mới đi xuống móng tay xuống móng chân được chứ. Ngày mai chắc mẹ phải để. Ngày mai thứ bảy phải không? Ngày mai ba ở nhà với con này mà ngày mai mẹ phải để con ở nhà với ba để mẹ đặt hẹn mày đi làm móng chân của mẹ quá. Gần hết hè rồi mẹ phải. Con nghèo. Ừ. Tôi mới chai, tôi mới chân. Đúng rồi, sơn cái tay, sơn cái chân, đúng rồi. Rồi con gái lứa gì mà ngồi bành hai càng ra dữ vậy hả? Coi vậy nè, coi được đó không? Được hả? Ừ. Rồi được thì làm đi. Nếu mà tự mình thấy được thì mình cứ làm. Đó, nó khoái ăn cream cheese, thôi giờ nó gỡ ra nè nha, giờ nó gỡ bánh ra nè. Đó, chịu miệng liếm cream cheese nè, liếm nè.
rồi xong thấy chưa, bởi vì đó đó thấy chưa vậy hả chị ơi, khổ con lắm mà trời. Để đây đi, trên xe lúc nào cũng có khăn giấy á, để hai đứa chùi đồ cho nó. Đây mày chùi cho, đây mày chùi cái này trước. Rứt cả cái xe tôi y như là một cái bãi rác. Liếm nè, có liếm nè, đây nè, cream cheese nè, liếm đi, liếm cream cheese cho nó đi. Ừ. Giống như là kem, cái dạng này, cái này cream cheese là cái kem hả? Cheese, cheese là phô mai, kem, kem, kem phô mai. Chứ không phải là phô mai thường là nó khác, còn mà kem phô mai là khác nữa. Đó, thì tới giờ là nó liếm xong rồi nó bỏ cái bánh đó. Rồi cuộc đời tôi cứ ăn dụng ăn về vậy đó. Đưa cái miếng kia đây. Cho mẹ ơi. Thank you. Hả? Sharing is caring. Rồi. Thank you. Không ăn bánh nữa. Không ăn cơm không. Thôi khỏi ngồi kìa, khỏi ngồi kìa. Trời nói nó bẹt, nó bẹt kháng ra thêm nữa. Ăn bánh đi con. Ăn bánh vô. Máu ăn bagel, hết bagel rồi. Còn bagel chứ sao hết bagel. Thì mẹ chùi chân cho con nha. Chùi chân cho sạch sẽ nha. Đứa chân kia này mẹ chùi cho. Đứa lòng bằng chân này mẹ chùi cho. Chay này bữa nay chay mang dài của bà Mai Anh cho rồi cô chú nè. Bà chưa. Hôm bữa khi mà đi công viên chơi mà mang đôi giày này mà cho nó, mà Ngọc không mang vớ, nó bị lỡ cái chân đằng sau á. Cái hồi nãy Ngọc lấy cái đôi giày này ra mang cho nó nữa, cái nó nói mẹ không mang giày nữa đâu. Cái ông hỏi làm sao vậy, đau chân ớn ăn nó không. Trời ơi, mà bữa nay tao có mang vớ cho nó rồi chứ bộ. Rồi nói mẹ không có mang giày này nữa. Hỏi lý do sao, đau chân. Mà sao có lúc mà lúc con đau chân sao con không báo cho mẹ biết. Con đau chân sao con không nói cho mẹ nghe. Ăn đi, rút vô. Giỏi. Con giỏi. Con giỏi. Con giỏi. Ừ. Anh tin bé cổ, anh tin cho chào. Ừ. Anh tin bé cổ. Oh, and it's a little love in my life. Oh, and it's a little love in the dark. Ngon không? Ngon không? A little bird, I'm hope that it may be star. Ngon, ngon. Me and my broken heart. Tình yêu đã phai mờ. Ngon, ngon. Như hoa ngàn nở không màu. Phải không, mẹ hát gì đúng không? Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau một cuộc tình đã lỡ, đúng không? Chỉ là nỗi nhớ mà sự sạch ra lỡ. Đúng rồi, bỏ vô đây, bỏ vô. Rồi con hát cho mẹ nghe coi. Trả lời nó nha. Mãi đứng sao sao. Rồi đây này mẹ chùi cho. Đưa tay đây. Ăn xong mẹ chùi đàng hoàng. Mẹ đâu có chùi cái chỗ đó đâu đau. Mẹ đâu có chùi cái chỗ đó đâu. Mẹ có chùi cái chỗ đó đâu đau. Mẹ chùi miệng. Cái gì vậy? Chùi miệng sao? À, không chùi miệng nước. Muốn đi làm phải không? Rồi bây giờ đi làm neo nha. À, cho cô đi, cô bù bù. Ok. Ai quấn tay đứt làm sao? Rồi đi làm neo cho cô này coi cái bù bù nha.
Rồi chạy vô là đưa, chạy vô là đưa liền nha. Nó cô này coi con bị đứt tay nè. Nghe chưa? Nó con này cho coi, cô này coi con bị đứt tay nè. Cô này là bạn thân của Chay trong tiệm không Chay? Con cái tiệm đó là ngày xưa là mẹ đi làm, là mẹ đi làm trong cái tiệm đó đó Chay. Bây giờ là mẹ rất là may mắn là mẹ không phải đi làm nữa mà mẹ được ở nhà mẹ chăm sóc Chay, đó là điều may mắn nhất của cuộc đời mẹ đó. Chay có biết điều đó không? Chay biết điều may mắn nhất của cuộc đời mẹ là gì không? Chay, con có biết cái điều may mắn nhất của cuộc đời mẹ là gì không? Là được làm mẹ của Chay. You hear me chị đi. Con có nghe mẹ nói không? Điều may mắn nhất của cuộc đời mẹ là được làm mẹ của em bé Chay Sì Cai Hôi Sì Dơ. Đó, điều may mắn nhất của cuộc đời Chay là gì ta? Chay, điều may mắn nhất của cuộc đời Chay là gì? Con nói là được làm con của mẹ. Lớn lên là con được làm con của mẹ. Đây là cho cô cho ta. Nói cho cô chú nghe mẹ uống cái gì? Đây mẹ uống gì ta? Nói lớn lên. Thôi mệt quá, thôi nghỉ chơi. Hoa nghệ tây. Nghĩ hoa nghệ tây tiếng Anh là cái gì? Saffron. Đúng rồi. Trời ơi, sao mình đã giỏi dữ trời. Đọc lại cái chữ, đọc lại cái chữ nhị hoa nghệ tây cho nó rõ coi. Trời ơi, giỏi quá. Nhị hoa nghệ tây tiếng Anh đọc sao? Saffron. Đúng rồi, saffron. You got it. Mà bây giờ nè, cái điều may mắn nhất của cuộc đời Chay là cái gì? Điều may mắn nhất của cuộc đời Chay. Nè, khi mà mẹ hỏi Chay á, điều may mắn nhất của cuộc đời Chay là cái gì, Chay sẽ nói là làm con của mẹ. Nói đi. Làm con của mẹ. Nói đi. Thôi mệt quá. Vậy là Chay không có thương mẹ rồi. Chị ơi, mẹ ơi. Ai kêu nói nhị hoa nghệ tây? Chay. Con nói làm con của mẹ. Con mẹ. Lớn lên làm con. Chị. Làm con của mẹ. Chờ anh con có sáng được có mẹ. Điều may mắn nhất của cuộc đời Chay là gì? Chay về cho em bút cái tích cho chị là nghe. Cái gì? Chị là gì? Làm con của mẹ. Chị làm con của mẹ. Mẹ Chay uống cái gì? Chay uống nghệ tây ngại tay. Nhị hoa nghệ tây. Tiếng Anh là gì? Saffron. Trời ơi. Rồi bây giờ nè, so fast tiếng Việt là gì? Chạy nhanh. Đúng rồi. Mà jump up 2 tiếng Việt là gì? Nhảy cao. Đúng rồi, so fast là chạy nhanh mà jump up 2 là nhảy cao. Đúng rồi. Trời ơi, giỏi quá. Nè nè, I love you tiếng Việt là gì? I love you Chukamo. I love you Chukamo mà tiếng Việt là gì? No, tiếng Việt là thôi, I love you. Nó giờ nói sao ta, I love you nó dịch ra khó dịch quá. Giờ chỉ cho chị Chay cái gì, chị Chay biết tiếng Việt nữa ta. Màu yellow tiếng Việt là màu gì? Màu vàng. Đúng rồi, màu vàng. Boat tiếng Việt là gì? Đi boat. Đi boat tiếng Việt là đi gì? Đi tàu. Đi tàu, đúng rồi. Đi trên tàu. Trời đất ơi. Hoa nở không màu tiếng Anh là gì? Núi á. Là chỉ là nỗi nhớ hả? No, hoa nở không màu tiếng Anh là gì? Flower has no color. Gì ta? Có gì ta? Blossom flower has no flower has no color. Là hoa nở không màu á Chay. Blossom flower has no color. No way. No way. Và bây giờ cái màu gì Chay, cái gì Chay biết nữa ta? Ok, chạy cái gì đó. So fast tiếng Việt là gì? Chạy nhanh, đúng rồi. Jump up 2 tiếng Việt là gì? Nhảy cao. Saffron tiếng Việt là gì? No, saffron tiếng Việt là gì? Saffron. Mà tiếng Việt là gì? Saffron. No,
Saffron là tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt tên tiếng Việt của saffron là gì? Saffron. Nè con nghe mẹ nói nè. Saffron. Cái này mẹ chưa có chỉ chay nhưng mà mẹ chỉ hỏi đố chay. Saffron. Tên saffron. Saffron tiếng Việt là gì? Nghe mẹ nói nè. Saffron tiếng Việt là nhụy hoa nghệ tây. Biết chưa? Saffron tên tiếng Việt là nhụy hoa nghệ tây, còn tiếng Anh là tiếng Anh của nhụy hoa nghệ tây là saffron. Tiếng Việt của con làm cái gì vậy con gái? Con gái ơi. Dọc nước cà chê nè. Con dọc nước nữa hả? Dạ. Con nói mẹ ơi con đang dọc nước. Con dọc nước. Không, con nó dùng cái từ không dọc nước again. Again là nữa. Nó vừa từ gì tiếng Anh vừa từ tiếng Việt mà dọc nước mà nó tại sao không biết sao nó dùng cái từ dọc nước chứ nó không có dùng cái từ là chơi với nước cũng biết sao nữa. Sao dùng từ giống miền Tây vậy? Phải dân miền Tây không? Cái con này hồi nãy là nó là rất là vô duyên và mất lịch sự. Biết vô duyên mất lịch sự vụ gì không? Ngọc nãy Ngọc ngồi Ngọc ăn bánh tét, Ngọc mở bánh tét ra Ngọc ăn. Cái xong rồi cái nó chạy lại. Nó chạy lại nó hỏi mom what you eating. Nó hỏi là mẹ ơi mẹ đang ăn cái gì đó. Cái Ngọc nói mẹ đang ăn bánh tét. Cái nó nói no, I don't like bánh tét. Trời ơi, nó nói ai nó nói tiếng Anh á là nó tự động bỏ dấu tiếng Việt, nó bỏ luôn cái dấu tiếng Việt nha. Thí dụ như nó nói cái từ nào ta, thí dụ nó nói chuyện với ba nó đi ha, nói thí dụ nói ba gì đó nói sao ta, cái giờ nào là cái dùng cái từ nào cho nó cái dùng cái nào cho nó dễ hiểu đây. Ok, nó nói vậy nè, nó nói ba, nó nói là ok, thí dụ như tiếng Việt là nói ba con muốn đi Úc chơi đúng không, mà nó sẽ nói vậy nè, Daddy I wanna go to U, là nó bỏ thì nó bỏ dấu sắc, nó chỉ là chữ U với chữ tờ thôi, rồi là nó tự động nó bỏ dấu luôn, mọi người tin không? Thí dụ như mà mình biết nói cái từ đó đúng không, thì mình bỏ cái từ mình để dấu luôn đi, còn nó biết nó đang nói tiếng Anh nó bỏ dấu, mà sao nó biết tiếng Anh mà cần bỏ dấu mà nó phải bỏ dấu? I don't like bánh tét. Ví dụ như hỏi mẹ ăn gì, nó mẹ đang ăn bánh tét, nói I don't like bánh tét, thì nói bà đó cái chữ I don't like bánh tét đi, I don't like bánh tét. Phải không chay? Phải không? Phải nãy nói gì không? Bánh tét. Không hiểu nó luôn, không hiểu nó đang suy nghĩ gì. Nói tiếng Việt. Mẹ ơi nhìn nè. Nhìn nè chứ không phải mẹ ơi thấy. Hoặc là nếu mà con hỏi mẹ ơi mẹ thấy gì không? Không. Thấy gì? Rau câu. Con bóp nát rau câu con bỏ dưới nước phải không? Tại sao lại chơi như vậy? Ai đông lai bên tê. bên là không có dấu đó, bánh là xíu sắc. Không, bên. Tét là không nói tét, nó chữ tét. Tét. Tờ y tờ tét. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau một cuộc tình đã lỡ. Gì? Nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt sao? Nó, ủa cái tiếng đó đâu phải tiếng Việt. Tiếng đó đâu phải tiếng Việt đâu. Mẹ ơi, mẹ đừng đụng vào. Mẹ đừng đụng vào. Đúng rồi. Ôi trời. Be careful. Chay phải cẩn thận nha. Ủa Adri sao giờ này chưa đi học về nữa trời? Học chi lâu dữ trời. Hả? Mẹ học chứ. Mẹ Chay có đi học không? Không có. Thì sao không có? Thì sao mà Adri đi học mà con không đi học? Con nói đi, mẹ không có tiền cho đi học. Nên phải ở nhà. Ủa? 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 Nước treo, chị nước treo.
ủa nước chảy hả? Trời ơi, ủa nhìn nhìn nắp muốn lại cắn cái dễ sợ. Nước ơi, con nói đi mẹ ơi, nước chảy rồi. Nước chảy rồi. Nước chảy giọt giọt. Đúng rồi. Nước crazy. Cái gì nước crazy? Trời ơi, nó nói nước crazy. Trời. Crazy tiếng Anh có nghĩa là khùng điên á cô chú. Nó nói là nước chảy, nước crazy là nó nói, ý là nó nói là tự nhiên cái ca mà đổ nó, cái gì đó bị chảy nước ra là nước bị điên rồi đó. Con đâu có được nói vậy đâu. Mong muốn đừng nói vậy nữa nghe chưa. Dạ mẹ đi. Đúng rồi. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau một con chay xì cài. Đúng rồi. Cái gì nữa? Chỉ là cơn mơ sao? Cơn mơ. Cuốn theo cả một trời thương nhớ. Ủa mua phạt đâu ta? Mua phạt đâu vậy? Daddy. Oh, Daddy's home. Ba đi làm về rồi. Daddy, what are you going? Ba đi làm về rồi. Hello. Hi, Five. What are you doing with the table? Hi. Hi. I bring you water. Trời ơi. Trời ơi. Bạn sớm vừa bước ra nó nói hello, tôi đang chơi với nước, có được không? Hello, I play with the water. Ai cần biết gì? Con nói tiếng Việt cho mẹ nghe coi. Mẹ ơi, mẹ ăn sao? Là tiếng Việt là gì? I take my shirt. Tiếng Việt là gì? I should laugh. Cái gì? Cái đầm con bị gì? Đầm bị gì vậy? Cái đầm con bị gì? Cái đầm con bị ướt. Đầm bị ướt. Giờ con muốn thay đồ. Mẹ ơi, thay đồ đi, bước vô nhà thay, lẹ lên, không có đứng ở ngoài thay đồ.